Vân đang sắp hướng dẫn các bạn chơi cái trò này hay lắm, hình khối á. Bắt Rồi, đầu đi. anh Quân xếp đi, anh Quân lựa một cái hình nào đó, anh Quân Em xếp xếp đi nha. hình này 60 Chưa, anh 90. Quân chưa có chào các bạn đó nha. Chào các bạn, em sẽ xếp có hình 96 này. Đâu? Hình con này. Với lại nhớ hướng dẫn các bạn cách xếp luôn nha. Cái trò này đối với nhiều bạn là cũng chưa có biết đâu. Đó, trước tiên là như thế này. Tức là cái trò này mình không phải chỉ xếp 2D mà mình tư duy theo hình khối luôn. Còn xếp cái hình mà kim tự tháp á, nó nhọn lên á. Mời em xếp này. Tức là bạn nhìn thấy hướng dẫn nè, theo từng lớp á. Lúc đầu bố anh Quân nhìn cũng không hiểu luôn, sau đó mới hiểu là phải tư duy theo cái hình khối 3D theo nhiều lớp. Cái này là cái trò này nè, game toy. Rồi, hướng dẫn các bạn đi con. Nè em xếp. Mình nhìn theo màu từng lớp, tức là Lên trên tầng 2. thông qua cái khối để thông qua cái màu để Lên học cái trên khối. tầng 2 để có thể biết thêm cái thứ nào là gì á. Có thể biết thêm lỗ là chỗ nào á. Lên đây để có thêm dài Nói rõ không? trắng. Chính xác rồi. Bây giờ em bắt đầu nha. Lên trên tầng 2. Lên trên tầng 2 thì phải thuộc dài chứ nó không được làm dài. Đó. Tức là cái này tầng thứ hai rồi đó. Rồi. Nè, Trên nhìn 2. nghiêng nè, đó. Các bạn nhìn nghiêng thấy không? Tầng thứ hai rồi đó. Rồi. Tiếp theo con. Đây. Những này ở đây. Trò này là giúp tư duy theo cái không gian 3D. Cũng giúp cái tư duy Này. lập trình đó. Những bạn chuẩn bị định hướng lập trình đó. Thì cái này nó giúp cái tư duy tưởng tượng cái khoảng không gian đặt rỗng, giống như là trong mỹ thuật học vẽ vậy đó. Bố cục, tính toán bố cục. Chứ nó cũng không phải chỉ là cái trò chơi đơn giản là trò chơi xếp hình thông thường như hồi xưa chúng ta học đó, phức tạp rồi đó. Ba lớp rồi đúng không, bốn lớp đó. Ý, hay quá. Chị hai chưa xong mà. Từ từ. Như này. Cái lớp này nó thiếu cái cục nó bị Thế này em xếp chỗ đó. bên đây đúng không? Ồ, hay quá. Kim tự tháp luôn. Ok, để mình Kim tự tháp có chiều cao luôn. nếu mà em vẽ xếp này trước á. Em sẽ xếp cái này rồi em mới thì em bắt qua được. Này là buổi trưa thứ bảy, mới vừa ngủ trưa vậy luôn này, là ra ngồi xếp hình. Đâu khúc nào? Này nữa chứ còn không ráp được cái Đâu? khúc này nè, cái miếng chém chém này ở đây nè, quá không ráp được. Tím tím là ở tầng thứ ba, Đúng rồi, nhưng cái mà này nè đúng không? Coi chừng sai chỗ á. Từ từ. em cái này ra ở tầng 2 đi, xem được kỹ được coi. Này chỉ cần mình xếp lộn vị trí thôi là mình phải để ra mình xếp lại, bởi vì nó là một cái hình khối rời, nó không phải là từng
cái viên nhỏ mà nó có cái module hình dạng riêng của nó. Nếu mà từng lớp mình xếp không đúng là mình phải xếp lại. Trò này giúp cái tư duy hình ảnh. Mẹ mua con đúng không? Đúng rồi. Mẹ mua nhân dịp gì học giỏi hả? Ừ. Dạ. Dạ đúng rồi. Cho bố mượn cái hợp đồng đi. Do you toy? I will toy. Bây giờ con nít có nhiều cái trò chơi rất là hay. Chẳng qua không có tiền mua thôi chứ giờ có nhiều cái trò tư duy hay. Cái này hình như cũng không quá mắc đâu. Mẹ anh Quân mua. Nó có 6 level độ khó. Và nó có một cái cuốn hướng dẫn. Có phải 6 level đâu. Có 1 level, 2 level, 3 level, 4 level, 5 level, 6 level. Anh Quân, ở đây nè. À, 5 level, 5 level. Ý là từ 6 tuổi. Xếp tiếp đi Bi. Nhưng mà đang không biết chỗ này xếp sao. Em lẽ thì đỡ. Sửa lại đúng được nè. Ừ. Lúc nãy á, em xếp nó như thế này nè. Nè lúc mình nó như thế này nó không bắt qua đây được. Em mới phát hiện á, nó không phải như thế đó mà nó phải là đảo ngược lại và để nó ở đây. Để nó ở đây nè. Chỗ này nè. Không phải chỗ này mà nó phải ở đây. Đó, thấy không? Ở giữa nó chữ. Tại vì lúc này em để ở đó đó nên nó mới rất được. Xong rồi đó. Xong rồi hả? Hay vậy. Rồi mình cùng xem lại cái hình khối của bạn Anh Quân làm. Kim tự tháp. Rồi Anh Quân nhận. Chào các bạn cười nè. Chào các bạn cười. Chào các bạn cười. Hẹn gặp lại các bạn. Gặp lại trong cái mô hình khác. Trong cái mô hình khác còn nó có nhiều cái ở đây lắm. Với lại anh Quân nói các bạn còn cái trò gì đó, xếp hình đại dương gì đó. Giới thiệu sơ sơ đi cái trò đó là sao? Bị xếp hình xong rồi mình dùng iPad á, chiếu ra thì nó sẽ hiện ra hình thiệt luôn. Tức là thông qua cái app iPad. Rồi mình xếp hình dưới đại dương, con cá rồi đó. Xong rồi thông cái app mình nhìn thấy cái hình khối luôn. Đại dương có con cá bơi bơi luôn, đúng không? Mấy người, nhưng mà cái đó gọi là trò gì? Trò đó gọi là thực tế tăng cường. Có 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cái trò thực tế tăng cường gọi là Virtual Reality. 5, 6, 7, 8, nhiều lắm, đếm 10, không hết 10. Đâu. Nhiều mẫu lắm. Cứ từ từ xếp cùng các 3, bạn 1, nha. 3, 3, 3.